Vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bản nhé. Hôm nay em sẽ lên hình video một con máy T1-55S đôi lắp mà có đề nhé. Bật chìa khóa đề và có giật tay luôn. Động cơ là 5.7 VS, 5 ngựa 7 đó. 5 ngựa 7 VS nhé. Đó, đến từ thương hiệu là Kubota. Một con máy thì nói chung là nó có điểm cộng, điểm trừ. Nó có một cái phần ưu điểm và nhược điểm thì em sẽ chia sẻ cho bà con sau cái video này, trong cái video này. Con máy này một con máy rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Trọng lượng của nó tầm khoảng là 90-100kg thôi. Đó, trọng lượng 90-100kg. Con này thì nó sẽ làm những cái chức năng như là sới đất, thoay đất, là tạt đất, vu đất lên luống, hoặc là làm sới cào cào, sới nhảy nhá, kéo thùng, kéo rơ móc, kéo lưỡi cày lật, cày trâu. Nhưng mà cái điểm chính của nó vẫn là sới đất, tạt đất, vun đất lên luống, đấy, tạo rãnh. Và đặc biệt là có thể là làm sới nhảy, sới cào cào nhá. Đó thì con máy này là con máy mà cái trọng lượng của nó tầm khoảng 90-100kg, nó gần 1 tạ. Thì đa chức năng. Tay lái này của nó là quay 360 độ này, có thể chỉnh cao thấp tay lái, nâng hạ cao thấp tay lái này. Đó rồi đến từ thương hiệu Kubota, đời cao. Nó đang sử dụng một cái hệ số là hệ số đôi lắp nhá. Đây, số đôi lắp đây. Đôi lắp đây. Mấy con Kubota này số đi số sới có thỏ rồi nhưng chậm đầy đủ hết này. Đó. Còn con ăn Kubota này đang sử dụng hệ số đôi lắp. Đôi lắp này rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Lốc lắp của nó rất là đẹp đẽ luôn. Mới xịt rửa xong. Đây, rất là ok. Đây. Đôi lắp này nhất là kéo cái lắp này ra quay 360 độ này. Nhấc ra, cái cần này ra, đó, nhấc cần ra quay 360 độ này. Đó, bà con muốn quay như thế nào, muốn làm vị trí như thế nào hay là sới tạt nhá, tạt luống thì mình quay ngược lại, còn sới đất thì mình quay xuôi, hoặc là sới mình cũng có thể quay ngược lại như thế này được. Này, sới đất nó sẽ quay ngược như này được. Tạt đất thì nó sẽ quay ngược như này, đi đối nghịch với lại bánh thôi. Còn thì sới đất thường sới đất nó chỉ là sới xuôi. Đó, đúng không? Đấy, sới xuôi như này. Còn con này nó có xoay 360 độ. Đấy, đất, nói chung là đất là thích tạt chiều nào cũng được. Kéo lên chiều nào cũng được, quay xuôi quay ngược đều được nhá. Đó, rất là linh hoạt cho cái đuôi lắp này. Đó, rồi ok thả ra. Đó, tư thế như này đang là tạt đất này. Đây, cái liềm sới này của nó rất là mới. Đây, nó chưa có mòn sơn đen. Nó chỉ có bị mòn cái bề mặt tí này chút xíu thôi. Mòn sơn thôi, còn sơn còn đang nguyên nhá. Rất là ok luôn, con máy đuôi lắp, trục lắp nó rất là mới này. Nó còn 7 màu luôn, ốc đuôi lắp còn 7 màu luôn này. Đó, nó dính đi rơm. Đi rơm. Đây, giò sới của nó, giò bên dưới này. Giò này thì chưa có rửa qua xà bông. Đó, chưa có rửa qua xà bông. Đây là nó hơi dính đất, dính nhất. Đó, đây là cái tấm bên dưới của nó đây. Tấm bên dưới nó đây nhá. Cực kỳ ok. Đó, liềm sới này, cái cùi này là chưa có bong sơn. Rồi là liềm này chưa có mòn sơn. Nó hơi bị mòn tí, một tí thôi. Nói chung là nó sới chưa đáng bao nhiêu, nó làm chưa đáng bao nhiêu. Rồi. Đấy, con này thì đây cái cánh này của nó có thể chỉnh cao thấp này. Đấy, cánh này của nó chỉnh cao thấp nhá. Hất lên hất xuống thoải mái vô tư. Đây, hất lên hất xuống này. Được chưa? Hất cao hất lên này. Đó. Tạt đất thì con này thì tuyệt vời luôn. Đó, tuyệt vời luôn. Rồi. À, nó có đây. Con này cũng ok lắm. Tay lái của nó đẹp đẹp mới này. Còn inox luôn. Còn có tay ga trên tay. Gài côn trên tay. Đấy, số thì mình cứ gài bất kỳ số nào. Là mình đi số đó, gài số đó, gài côn là nó sẽ đi. Ngắt côn là nó sẽ đứng lại. Về mo đấy. Đó, có côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái, bóp phải chuyển phải. Rồi. Rồi có tầng nhanh chậm thỏ rùa. Đó. Như thằng thỏ rùa đây nhá, tầng đỏ là nhanh, tầng trắng là chậm, thỏ rùa đấy. Đó. Số của nó đây, 1 2 3 4. Nói chung số mấy con Kubota thì nó quá dễ dàng rồi. Nó chỉ có này, nó có hai tầng, gạt ra, gạt trái gạt phải. Gạt giữa. Nâng lên, gạt trái, gạt phải, giữa. Rất đơn giản. Rồi, đây, động cơ của nó, động cơ không? Động cơ là Kubota GH170. Kubota là GH170 TA8. Động cơ 5.7 VS nhé. Tốc độ là 1.700 vòng trên phút, 1.700 này. Đó, 0.6 lít. Nói chung là này. Lốc lát sạch sẽ, ok hết, có mã số này GH170. Đó. Nói chung là máy con này thì rất là ok luôn. Ốc lát còn 7 màu nguyên, còn rất là đẹp đấy á. Đẹp lắm, rất đẹp luôn, sạch sẽ, chưa có sủi nhôm, bô chưa có sơn xiết gì cả, bô đây, chảy chết chưa sơn xiết gì cả, xám xịt nguyên, tất cả mọi cái nước sơn của nó đều còn ok hết, đó, còn vẹn, đẹp đẽ, sạch sẽ, dàn sới đẹp luôn, đây dàn sới này, cũng chê được, đúng không ạ, cực kỳ ok luôn, sới cực kỳ ok luôn nhá, đuôi lắp trắng tinh,
rửa chưa sạch nhé, rất là mới luôn, này là rất là mới, rất là mới luôn. Rồi điểm trừ của nó là bị vận chuyển bị vỡ một cái bị bể một cái ốp nhựa này. Tay xoay tay lái 360 độ, đây tay lái xoay 360 độ này, kéo anh cái, đây, ở đây, đấy, bác nào muốn quay tay lái mà tạt luống, nhắc lên, đấy, bác nào muốn quay tay lái tạt luống thì để tư thế rồi cứ giữ, để giữ như thế này, để quay như thế này, đó đúng chưa? Còn nếu mà không thích tạt luống mà không thích quay tay lái thì quay ngược tay lái lại, để đi tư thế xuôi chiều, đó, cần số này nhấc lên này, cần số nhấc lên quay lại này, đó, cần này cũng nhấc lên xoay lại này, cực kỳ linh hoạt, tất cả mọi cái bảng điều khiển ở trên tay mình hết thôi, đó, trên tay mình hết đi nhá, rất là ok luôn, đó, tạt luống thì hất hai cái bửng này lên, hất cao lên, muốn đất tạt cỡ nào là cũng được hết, đây, đấy, đất hất cao lên như này, đó, tư thế tạt luống này thì siêu mã lực luôn, kết hợp cùng đuôi lắp. Siêu mã lực thì không phải là mã lực đâu, nhưng con này nó có 5 ngựa 7 thôi, nó linh hoạt thôi. Còn nếu mà mình muốn tạt luống mạnh, luống siêu dụng luống lớn á, các cái luống vãnh lớn, luống lớn ép luống gì đó là mình dùng những con máy tầm khoảng 7 ngựa rưỡi đổ lên thì nó sẽ ok hơn. Còn những con này là những con xài gia đình, nó xài gia đình. 2-3 hectare đất mà chuyên vun, chuyên tạt luống khoai ngô, vun luống khoai, luống ngô, luống mía, vãnh mía hay là đậu bắp hay là cái gì đó, dưa leo gì đó. Đấy, đây là tư thế để tạt luống. Tạt luống là quay ngược tay lái đấy, đi tới như thế này, nó đi tới nhá, đi tới đây, các bạn đi tới đây. Đó, nó gọi là đảo quay tay lái 360 độ rồi. Xoay tay lái ngược lại thì mình sẽ đảo lại ngược hết lại mấy cái này lại. Rồi, nhấc quay lại này, quay sang lại vị trí cũ. Đó. Nó rất đơn giản, nhấc cái này lên. Rồi, ok. Đó. Đây thì một con máy Kubota. Kubota UHV. UHV. Con này là có đề nhá, con này có đề đây. Có đề đây. Đây, có đề đây, bật chìa khóa này. Chìa khóa này. Đó, là chạy thôi. Thao tác cho anh cái. Có số bất kỳ. Đi tầng chậm thế đã, không nó giật máy. Rồi, đi tầng chậm. Số lùi này. Rồi. Rồi, số 1 này. Đây, số 1 này. Đó. Nhả côn. Rồi, muốn nhanh hơn nữa, từ muốn nhanh hơn nữa thì gạt qua tầng nhanh. Gạt qua tầng nhanh, rồi, gạt côn nó lại nhanh hơn này. Đó, nó đi nhanh hơn. Thôi, nhảy côn. Nhả côn. Cắm vào đi. Rồi, lái đi để anh giữ đâu. Lái vào trong. Gài côn đi luôn, để vậy gài côn đi luôn. Đó, số lùi này. Đấy, bóp côn chuyển hướng này. Bóp bên nào đánh lái bên đó. Đó, bóp bên nào đánh lái bên đó. Rất là linh hoạt luôn, chỉ cần bóp thôi. Rồi, ok. Rồi, lại giữ cái này đi. Thường thường ấy là những con máy sới mà máy sới xăng đa chức năng tạt luống như thế này thì tay lái của nó quay 360 độ như thế này ấy, là nó cái bóp côn chuyển hướng này này là nó chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, nó chỉ hỗ trợ đi số lùi, số đi tạt thôi. Còn khi mà đi tiến này này thì nó hỗ trợ rất là yếu nhá. Đó, nên là cũng giải thích cho bà con một số. Tại vì sao? Các cái hộp số này của máy, các cái dòng máy xăng nó nhỏ, nó gọn, nó không như các máy dầu càng, nó có rất nhiều tầng nhông và rất là to, nó truyền rất là nhanh. Còn các cái dòng máy này ấy, hộp nhông của nó rất đơn giản và nhỏ, nên là nó đánh lái, bẻ lái rất là chậm. Đó, nên là đó là lý do tại sao mà một số bà con luôn luôn phân vân bảo sao lúc mà mua máy mà cái côn này bóp nó lại rất là yếu, nó chậm, nó ăn bám rất kém. Đó, tại vì là nó chỉ hỗ trợ quay tay lái 300. Khi mình quay ngược tay lái lại ấy là mình đi, tức là như hồi nãy đi lùi ấy, nó bám rất là nhạy luôn này. Đi lùi thì nó bám cực kỳ là nhạy luôn. Đây. Đây, đi lùi này, nó bóp rất nhạy luôn này đó. Nó chỉ cần bóp thôi. Nó tự đánh lái. Rồi, ok. Đó, chỉ kiếm bóp thôi. Còn những cái con máy mà đấy, ví dụ như đi số tiến này. Đó, đi số tiến chẳng hạn. Từ đó. Đây, số tiến này bóp này. Đó, nó lại ăn rất là chậm luôn này, nó ăn rất từ. Đó, đấy cũng là lý do tại sao mà em phải giải thích cho bà con một số cái địa điểm đặc điểm như thế. Rồi, ok. Đó. Rồi, một con máy Kubota có đề này, tắt máy này nhá. Khi mà đề nổ này, bật chìa khóa, rút e ra, bật chìa khóa này. Đây,
xe nó hơi ồn, có chìa khóa này. Đấy, nổ phát đẩy em vào đã chạy thôi. Máy không có khói khiếp gì nhá. Đây. Ra đi. Ra máy đây. Không khói khiếp gì nhá. Ok, phải giảm ra. Đây, hồi nãy nổ lửa nước, bây giờ nó khô này, đúng chưa? Đó. Rồi, bà con nào mà quan tâm con máy này về tạt luống đa chức năng máy Kubota, thích dòng Kubota thì cứ liên hệ với em nhá, qua số điện thoại 0967 702 477. Đấy, em sẽ kết bạn Zalo với em. Em sẽ tư vấn và đặc biệt là hướng dẫn cho bà con những con máy nào mà nó sẽ phù hợp với công việc. Đó, với công việc. Đấy, ví dụ như các cái dòng máy chuyên sới to đúng cách mạng này, to như con Kubota này đây. Chuyên sới đất thì nó sẽ không tạt được. Nó chỉ có phay đất, cày đất, cáo bánh lồng bừa đụng nước đụng thổ thôi, hoặc là gắn một lưỡi cày chia luống, lưỡi cày trâu cày lật. Đó. Còn thì các cái dòng máy Kubota như thế này, nó là dòng máy đa chức năng. Sới của nó là nó chỉ có đây, sới của nó chỉ tầm khoảng 20-30 phân đổ lại thôi. Nó ăn sâu được tầm khoảng 30 phân. Một gang tay này khi mà ăn ngập như này nó tầm khoảng 30 phân đổ lại thôi nhá. Đó, chứ nó không phải là to ăn sâu quá như các cái dòng này. Nó đến cả 30 mấy phân, 40 phân. Đó, cái dòng này rất là dài luôn, liền này. Đó. Cái dòng này là cục là chuyên sới rồi, nó khác. Còn đây là dòng đa chức năng. Đó, nó hỗ trợ sới một phần thôi. Còn chủ yếu là nó là tạt luống. Đó, tạt luống và cào cày lật cày trâu gì đó. Đó, nó là sới đa chức năng. Rất là dễ nổ này. Bật chìa khóa cái nổ luôn. Đó, bà con nào mà không muốn giật nổ. Đấy, nó vẫn có dây giật nổ nhá. Đây, nó vẫn có dây giật nổ đây. Ví dụ như cái công bình ắc quy nó hết thì mình vẫn có dây giật nổ đây. Này, giật nhẹ cái nổ này. Đó, nói chung là nó chỉ đề là nhẹ là cái này là nổ thôi. Giật nhẹ cái này là nổ thôi. Rồi, ok đây. Quay chi tiết con máy này. Ốc của nó còn 7 màu nhá. Đó. Ốc của nó còn 7 màu. Kubota OHV. Đây, đội lọc bụi bằng nhớt. Cái nắp này nó bị bất điều quá nên là không có. Cái này chủ yếu là thiết kế các cái ống nhựa PC, PVC hoặc ống nhựa PC, ống nhựa ống nước á. Đấy. Đấy, ống nước nhá. Đấy thì mình sẽ ruồn ống cái ruột gà cắm ở đây, xong mình sẽ ruồn lên tay lái này. Thứ nhất là sẽ đỡ bụi, thứ hai nữa là nó sẽ an toàn hơn. Đó, cái này nó chỉ là một cái chụp nhựa có cái ống thở đấy thôi, không quan trọng. Rồi. Con đuôi lắp này của Kubota thì nó có điểm hay và điểm dở. Điểm hay là cái đuôi lắp của nó quay 360 độ được. Đó. Còn cái điểm dở của những con máy Kubota này là cái tầng nhanh chậm là nó phải đảo hộp xích, phải đảo chiều hộp xích thì nó mới nhanh chậm được. Còn các cái dòng máy Mitsubishi hay là các cái dòng máy Isuzu đuôi lắp thì nó sẽ có tầng nhanh chậm của số sới ở đây. Đó, nó sẽ có hai chế độ nhanh chậm, còn con Kubota này thì nó chỉ có một chế độ nhanh chậm thôi. Là ở, tức là ở hộp xích ấy, ở hộp xích sới ấy, nó chỉ có một tầng nhanh chậm thôi. Là phải đảo chiều, tức là lúc nào cũng phải tháo cái này ra để mà rút để đảo chiều hộp xích này. Còn cái con Mitsubishi ấy là nó chế độ nhanh chậm của nó là ở cái cần gạt này luôn. Đó, nhanh chậm ở cái cần này luôn. Còn cái cần này của Kubota nó chỉ là cần gài sới vào thôi, gài dàn sới thôi. Đó, còn nhanh chậm là mình phải đảo. Còn cái con Mitsubishi là nó có tầng nhanh chậm ở đây luôn, ở cái cần này luôn, tích hợp sẵn ở cái cần này luôn. Và vẫn có thể đảo chiều hộp xích để tăng công suất phòng tô của dàn sới ở đây luôn, nhanh chậm ở đây luôn, ở hộp xích luôn. Tức là nó Mitsubishi nó có hai cái tầng nhanh chậm. Còn cái con Kubota nó chỉ có một tầng nhanh chậm của số sới thôi. Đó, đấy là cái điểm trừ của nó. Còn vòng tua thì hộp xích của Kubota thì nó còn nhỏ hơn của Mitsubishi hoặc là Isuzu. Rồi, tầng nhanh chậm của cũng Mitsubishi nó có tầng nhanh chậm của số đi luôn. Đó, cũng 3 tiến một lùi. Tương tự như thế này. Rồi là còn mấy con này thì Kubota thì nói chung là đời của nó thì nó cũng là đời OHV, đời cao, nhưng mà nó vẫn là đang làm trên trục cơ sở là trục đứng. Đó. Còn mấy cái con máy ví dụ như Isuzu to như thế này, Isuzu đây thì nó hay đây, nó hay sử dụng các kiểu trục OHV này, OHV, nhưng mà máy xéo, máy nằm nhá. Máy xéo, máy nằm. Đây mấy con Shibura này 7 ngựa rưỡi này. Con này này, siêu mã lực xuyên tạt này, 7 ngựa rưỡi. Đó là cơ cấu qua tất cả những cái động cơ đời cao. Động cơ đời rất là cao luôn đây. Động cơ OHV đời cao, máy xéo nhá. Máy xéo này. Đó, con này máy xéo, rất là mới luôn. Máy xéo OHV. Đó, còn mấy con Kubota thì vẫn là đang là cái trục đứng. Động cơ đời cũ, OHV nhưng vẫn đời cũ. Hoặc là mấy con Zangma này, đời vẫn là máy xéo này.
Đó thì máy đẹp, mấy con này thì nó chuyên chuyên ra là nó làm những cái màu cam, màu sắc của nó là nó sặc sỡ, màu sắc nó nổi, màu sáng, nó gọi là màu sáng. Đó nên là lúc nào nhìn cái máy nó sẽ tươi. Đó, máy nhìn lúc nào nó sẽ tươi hơn. Quay video lên hình lúc nào nó sẽ sáng sủa hơn. Đó, đây là tình trạng thực tế của con máy này nhá. Rồi bà con xem video ok hoặc là muốn tìm mua những cái dòng máy này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0326 0967 702 477. Đó, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp nhá, em sẽ tư vấn cho. Hiện tại thì em vẫn còn máy như thế này, các dòng máy to như này, những cái dòng máy như này. T155, T160 đôi lắp là vẫn còn nhá. Rồi, con TG800. Con này cũng có đề luôn. Cũng có đề này. Và chìa khóa là nổ này. Và chìa khóa là nổ thôi. Rất là dễ nổ. TG800 đấy, bà con nào chuyên sới thì chuyên kéo sới nhiều ấy thì con này cũng động cơ xăng nhá, bà con thì thích sới thì chuyên dùng sới, có dòng Kuta thì lấy những con máy như này hoặc là 750, 600. Còn tạt luống nhá, những con máy này là con máy không tạt được luống, chỉ có vun vén được luống thôi chứ không tạt được luống. Đấy, con này nó tạt luống là tạt là nó khác, là vẹn vun là khác nhá. Tạt luống là những cái liềm này nó quay rất là nhanh và đất nó sẽ bắn lên trời. Còn cái này luống, cái con này là nó chỉ có vun đất, ép đất sang hai bên cho mình. Đó. Đây là cô bác khách cũng mua con TG800 này rồi. Cũng mua cả bánh lồng này. Đó, cả bánh lồng này. Rất là ok luôn. Rất là to, cực kỳ to. Kuta T1-55. Ok, cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video nhá. Rồi em chào bà con.